Với những gì chúng ta được chứng kiến ở ba bảng đấu đầu tiên, bảng A, bảng B và bảng C, thì chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng vào một trận đấu tưng bừng và gây bất ngờ của đội tuyển U23 Việt Nam. Cầu thủ này đã sớm phải nói lời chia tay giải đấu. Giải đấu chưa bắt đầu. Và thoát xuống là của Tiến Linh, nhưng anh đã vướng phải sự kèm cặp rất sát của hậu vệ đối phương. Quang Hải. Từ đầu trận đấu Quang Hải đang chơi chết người bên phía cánh phải. Tiến Linh. Không có một cú dứt điểm từ tiền đạo số 22 của chúng ta. Bởi vì hậu vệ của U23 các tiểu vương quốc Hồng Nhất đã có một tình huống phá bóng kịp thời trong chân của Tiến Linh. Đây là pha phối hợp có nét nhất của U23 Việt Nam kể từ đầu trận. Tiến Linh đã rất tự tin, anh không thực hiện cú sút ngay sau khi nhận bóng từ Quang Hải mà định thực hiện động tác qua người nhưng đã không thành công. Và đây là cơ hội bóng bổng dành cho U23 Việt Nam. Tuyến này, cú bắt vô lê của Hoàng Đức. Một pha phối hợp đá phạt rất con ép theo bài. Ali Saleh. Vẫn là cầu thủ áo trắng Saleh. Khoảng trống rất nguy hiểm. Hàng phòng ngự của U23 Việt Nam vừa rồi đã làm việc không tốt. Một pha đi bóng khá thoải mái vào khu vực trung lộ. Khoảng trống và góc sút để lựa chọn dứt điểm dành cho Ali Saleh là rất nhiều. Rất may là khung thành của thủ môn Bùi Tiến Dũng chưa bị rung lên. Và lúc này thì rất nhiều người đang chờ đợi sẽ có những quả đá phạt trực tiếp với các cự ly và góc sút lý tưởng cho cái chân trái rất hóc hiểm của Quang Hải. Rất bất ngờ. Vừa rồi thì phán đoán của thủ môn Asansi đó là một tình huống treo bóng bổng. Yassin. Khá nguy hiểm. Sau cú phá bóng ra không tốt của Thành Trung, cầu thủ số 10 là Yassin bên phía đối thủ đã có cú dứt điểm nửa nẩy. Chúng ta phải hạn chế những sai lầm như thế này. Hoàng Đức. Phối hợp cự ly rất hay. Khoảng trống dành cho Bùi Hoàng Kiều Anh. Một tình huống không hiểu ý nhau giữa thủ môn và hậu vệ của các tiểu vương quốc đồng nhất. Bóng cắt từ chân của Khalifa Anmari đi hết đường biên ngang. Chúng ta vẫn còn nhớ về Khalifa, cầu thủ đã phạm lỗi và phải nhận thẻ đỏ trong trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất trên sân Mỹ Đình. Và trận đấu đó kết thúc với chiến thắng 1-0 nhờ một siêu phẩm của Tiến Linh. Rất nguy hiểm, không được. Đã có cơ hội cho cả ba cầu thủ áo đỏ của chúng ta, và người đầu tiên là Thành Trung, tiếp theo đó là Hà Đức Trinh, và người cuối cùng đó là Tấn Sinh. Chúng ta hãy cùng xem lại. Rất tiếc, bóng đi qua một rừng cầu thủ. Và trong khoảng gần 10 phút vừa qua thì thế trận đã được cải thiện tốt hơn dành cho U23 Việt Nam của chúng ta. Quang Đức. Rất hay. Cú sút đáng chú ý đầu tiên của Quang Hải. Một pha phối hợp bật nhả cực hay. Hoàng Đức quan sát rất nhanh, thấy Quang Hải đang di chuyển ở khu vực trung lộ với một khoảng trống rất lớn. Khá nguy hiểm. Cú bắt vô lê ngay. Ali Saleh vẫn đang là cái tên rất đáng chú ý trên hàng tấn công của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Những cơ hội nguy hiểm, những tình huống đáng chú ý nhất của đội bóng áo trắng đến thời điểm này đều thuộc về cầu thủ áo số 9 này. Ali Saleh là một trong những tài năng trẻ sáng giá nhất của bóng đá các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất hiện nay. Yassin. Lại là Ali Saleh. Rất nguy hiểm. Rất may cho chúng ta, bóng đã nằm trong tay Bùi Tiến Dũng rồi. Phải nói rằng là
may mắn khi không thủng lưới trong tình huống vừa rồi. Một lần nữa Ali Saleh lại cho thấy sự lợi hại của mình bên phía hành lang cánh trái. Và vừa rồi là pha bỏ lỡ cơ hội của trung phong cắm Alameri, một trong những tình huống bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc nhất kể từ đầu vòng chung kết của U23 châu Á năm nay. Rất nguy hiểm. Alameri phải phục trung lộ và kết thúc với tình huống dứt điểm của tiền đạo màu số 7. Khoảng 10 phút vừa qua là khoảng thời gian mà chúng ta đã để mất ở khu vực giữa sân. Các tiền vệ áo trắng kiểm soát bóng rất tốt ở khu vực này và dễ dàng triển khai các phương án tấn công. Hoàng Đức. Đường truyền của Hoàng Đức đã bị bắt bài. Và cản phá của Tấn Sinh. Đó là một tình huống phạm lỗi trong vòng cấm rất đáng tiếc. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem quyết định của trọng tài người Singapore. Ông Mohamed Taki là tình huống phạm lỗi vừa rồi là ở trong hay ngoài khu vực 16-10 và bây giờ sẽ là lúc mà công nghệ video hỗ trợ trọng tài công nghệ VAR sẽ lên tiếng. Có lẽ là điểm phạm lỗi ở ngoài khu vực 16-10. Ali Saleh ngã trong khu vực 16-10 nhưng mà điểm phạm lỗi của Huỳnh Tấn Sinh là ở ngoài khu vực 16-50. Chính xác là như thế, xem lại qua hồi trận thì chúng ta đã thấy rõ điều đó. Cần phải nhắc lại là VAR cũng chỉ là một công cụ hỗ trợ trọng tài mà thôi. Quyết định cuối cùng trên sân vẫn thuộc về trọng tài chính. Một quả đá phạt. Như vậy là rất may là chúng ta sẽ không phải đứng trước một quả penalty. Góc quay chậm cho thấy là tình huống phạm lỗi của Tấn Sinh là ở ngoài khu vực 16-50. Và sau khi trọng tài người Singapore, trọng tài chính ông Mohamed Taki tham khảo với tổ trọng tài VAR thì quyết định chính xác đã được đưa ra. Công nghệ VAR đã cứu cho chúng ta khỏi một quả penalty và chúng ta cùng chờ đợi thủ môn Bùi Tiến Dũng sẽ cứu thua trong tình huống đá phạt này. Khá nguy hiểm! Thủ môn Bùi Tiến Dũng đã chọn vị trí tốt. Sóng gió tạm thời trôi qua trước khung thành của thủ môn bên phía đội tuyển U23 Việt Nam chúng ta. Một cú sút rất căng và rất hiểm nhưng thủ môn Bùi Tiến Dũng đã phá đoán tốt. Bùi Tiến Dũng đã lựa chọn giải pháp an toàn là đấm bóng. Trong hiệp 1 thì anh cũng đã từng lựa chọn giải pháp này một số lần. Rõ ràng kinh nghiệm cũng đã được rút ra sau bài học ở SEA Games 30. Ali Saleh rất nguy hiểm. Có lẽ là trọng tài cho các cầu thủ áo trắng được hưởng quả phạt góc. Hà Đức Trình và các đồng đội thì nghĩ rằng là bóng đã chạm vào cầu thủ áo trắng trước khi đi ra bên ngoài sân. Ali Saleh. Cú dứt điểm. Saleh đang là cầu thủ chơi hay nhất, nổi bật nhất bên phía các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Đức Trình. Quang Hải. Đấy! Chúng ta cùng xem là liệu bóng có chạm tay của cầu thủ mang số 5 không. Hoàng Đức cho rằng là bóng đã chạm tay của Khalifa. Và hoàn toàn có thể can thiệp trong những tình huống gây tranh cãi. Chúng ta đã khiếu nại và cùng chờ xem. Chính xác là bóng đã chạm tay cầu thủ Khalifa bên phía các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Có lẽ là như vậy. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi những quyết định của tổ trọng tài VAR. Trọng tài Taki đang nghe những tư vấn từ phía tổ trọng tài VAR. Như vậy là quyết định của trọng tài là chỉ có phạt góc. Cả hai đội đều đã có những cơ hội gây tranh cãi trong việc mang về những quả penalty. Ném biên cho U23 Việt Nam. Hoàng Đức. Đánh đầu. Pha chạy cắt mặt và đánh đầu lái bóng về góc xa. Đó là tình huống xử lý của Nguyễn Thành Trung.
Một tình huống băng cắt và đánh đầu sở trường của Thành Trung. Tình huống này khiến chúng ta nhớ lại pha lập công của Thành Trung ở SEA Games 30 sau pha đá phạt góc của Đỗ Hùng Dũng. Thể lực của cao thủ các tiểu vương quốc Ả Rập rất tốt. Nguy hiểm. Đó là một tình huống xoay sở và dứt điểm ngay của Al Hamadi. Cầu thủ vào sân thay người. Pha đi bóng của Al Ghassani. Al Ghassani là một trong số những cầu thủ vào sân từ bàn ghế dự bị của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Rất nguy hiểm. Rất may là cú sút nhẹ và đúng vào vị trí của thủ môn Bùi Tiến Dũng. Quang Hải rất hay, vẫn là Quang Hải. Cơi pha xoay sở và dứt điểm rất nhanh là của Tiến Linh. Đó là một phút xuất thần, một hình ảnh mà chúng ta đã chờ đợi từ phía Quang Hải, lướt qua hàng phòng ngự của đối phương trước khi tạo cơ hội cho Tiến Linh. Thủ môn của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã có một tình huống đổ người và phản xạ cực nhanh. Thực sự là rất nhiều khó khăn cho hàng phòng ngự của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Quang Hải sẽ là người thực hiện quả phạt góc này. Nguy hiểm đấy đâu! Đó là pha đánh đầu của Bùi Hoàng Việt Anh. Những phút vừa qua là những phút thi đấu bùng nổ của cao thủ U23 Việt Nam chúng ta. Rất nhiều những pha bóng nguy hiểm, những tình huống sóng gió đã được tạo ra về phía khung thành của thủ môn Asamsi. Hoàng Đức đã không vượt qua được Su Aidan. Và như vậy là trọng tài Mohamed Taki, người Singapore đã nổi còi để khép lại trận đấu ra quân ở bảng D vòng chung kết U23 châu Á giữa đội tuyển U23 Việt Nam và U23 các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Không đều là kết quả cuối cùng của trận đấu này. Trận đấu mà cả hai đều đã nỗ lực và tạo ra được rất nhiều cơ hội nhưng không một lần tận dụng được. Next Sport, nước đồng hành cùng thể thao Việt Nam trên khắp mọi chặng đường.